Xin chào cả nhà, lại là mình đây. Hôm nay mình sẽ làm bánh bông lan cam. Cả nhà cùng mình vào bếp và cùng làm bánh bông lan cam nha. Mình sử dụng khuôn là 28, khuôn lớn 28. Hoặc là mình thì cũng hay sử dụng cái khuôn vuông này. Trứng thì mình sử dụng 12 trứng. Mình dùng mà để trong cái lòng trắng á, là mình cắt một góc chanh. Rồi nửa muỗng cà phê muối. Hôm nay mình làm bánh bông lan cam. Bánh bông lan cam gồm có sữa 80g sữa, 100g dầu ăn, 250g đường, 300g bột với 2 muỗng canh bột bắp. Bột nổi, và vani, 12 cái trứng. Mình tách lòng đỏ và lòng trắng đi. Rồi mình để một tí. Trời, mình rớt một tí xíu lòng đỏ vô nè, đắng nó không ok lắm. Đừng có để lòng đỏ vô, mình để muối vào. Rồi bây giờ mình nặn chanh vào. Cho nó nhuyễn thì mình để bánh lan cam. Mình để đường vào. Mình để phân nửa đường vào lòng trắng trước. Lòng trắng trứng mình đánh đến khi mình nhấc lên không chảy là được, đừng có đánh cứng quá. Khi mình đánh cứng quá, mình hòa với lòng đỏ nó không có tan đều với nhau thì nó sẽ bị lỗ. Khi nướng chín bánh vẫn còn cái lòng trắng. Sau đó mình đi bắt lò. Mình phải để cái đấy nó mức độ vậy thì nó vừa. Rồi mình bắt hai lửa. Và bên đây mình mở nhiệt độ 150, 160, 170, 180 là... Rồi 180. Lần đó mình đổ sữa vào, dầu ăn, vani. Đánh cam một chút xíu mình sẽ để vào, và vỏ cam mình sẽ để bên sữa. Giờ mình để một chút xíu sữa đặc. Mình để một muỗng cà phê sữa đặc vào cho bánh có mùi thơm hơn. Đường còn lại mình sẽ để vào lòng đỏ đánh cho tan. Sau đó mình để 2 muỗng nước cam vào. Mình rây bột vào. Sau khi mình để 70% bột vào lòng đỏ mình trộn, rồi sau đó mình để lòng trắng trứng vào, mình trộn đều theo một chiều
cho bột hòa tan với lòng đỏ. Vừa để lòng trắng trứng này mình vừa để luôn. Sao mất đi cỡ 2 lần. Trong phần bột mì, mình gồm có 300g bột mì, 2 muỗng bột bắp và 11g bột nở trộn lẫn vào nhau, rồi mình để vào 30% bột còn lại mình để từ từ vào cùng chung với lòng trắng trứng. Mình để phần giò cam vô. Giò cam này là mình bào một trái cam. Cái vỏ mình phải bào. Mình á, là để dầu nhiều á, dầu có nhiều là để cho cái bánh mềm. Rồi xong. Thì mình dùng cái khuôn lớn. Lót giấy. Rồi, đổ vào. Và sau đó mình để vào. Sau khi mình để bột vào lò và mình bấm 60 phút. Lên và hơi nhàn vàng là mình hạ lửa xuống 106. Rồi, một chút mình sẽ quay tiếp nha. Rồi, nó chín rồi, lấy ra. Rồi, ok. Mình tắt. Nó chín rồi, mình lấy cái cây mình thử mất không có. Tép có lẽ là có thể là nó hơi bị mình để nước cam nhiều quá, nó bị nặng á. Nhưng mình khi mình thử vậy nè, mình để vô nó không có dính là nó đã chín bánh rồi. Bánh xốp mềm mịn, các bạn hãy thử cùng làm với mình nha. Cả nhà hãy
cùng thử cách làm của mình như thế nào nhé. Hãy cho mình bình luận ở phía dưới. Xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Ngon không gái? Nhi. Có câu làm nhở? Nhìn đâu à? Nhi ăn cho tôi. Con nói coi. Ăn ngon. Ăn ngon. Ừ, giỏi con gái này giỏi. Video của mình tạm dừng ở nơi đây. Cảm ơn cả nhà đã xem và ủng hộ mình. Trong lúc dịch bệnh, cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Hẹn gặp lại ở video sau. Bye bye.